vào giờ chiều tối khi mà đèn đường chưa được bật sáng thì tôi cảm thấy không được an toàn. Nhất là đi qua những đoạn đường có hàng cây và những đoạn đường có khúc cua, có nhà cao tầng thì tầm nhìn sẽ rất bị hạn chế, cho nên rất dễ xảy ra va chạm.